Vào tháng 9 2022, nếu anh em muốn build một máy tính gọi là desktop thì chúng ta nên chọn CPU Intel thế hệ 12. Còn nếu mà anh em muốn laptop cao cấp thì sẽ chọn hoặc là CPU thế hệ 12 nếu mà muốn hiệu năng toàn phần, hay là chọn CPU Ryzen 6000 nếu mà anh em muốn một chiếc laptop nào mà tiết kiệm pin một chút. Nhưng những cái CPU tầm thấp thì sao? Với những chiếc laptop tầm thấp thì sao? Đấy là một câu hỏi rất là khó đúng không ạ? Tại sao mình lại đặt ra câu hỏi như thế? Bởi vì đơn giản, trên tay mình đây là hai chiếc laptop MSI Modern 15 và hai chiếc laptop này nha, thực sự đây là những chiếc laptop cực kỳ là khó để chê luôn. Thiết kế thì rất là cứng cáp này, full kim loại này, nhìn chung rất là hiện đại này, cực kỳ là nhẹ nhàng và vô cùng hấp dẫn này. Nói chung rất là ít điểm chê trên hai chiếc laptop này. Và một điểm mà còn phải khen cơ là MSI cho chúng ta hai lựa chọn CPU, một là CPU i5 1155G7, hai là CPU Ryzen 5 5500U. Đấy, vậy thì liệu rằng chiếc laptop nào mạnh hơn, con CPU nào mạnh hơn và đâu mới là con CPU mà chúng ta đem về nhà? Hãy cùng bắt đầu video này nhé. Rồi, hãy cùng bắt đầu với chi tiết của hai chiếc CPU này đi nhé. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là AMD Ryzen 5 5500U đang chiến thắng khá là nhiều, đơn giản bởi vì nó có nhiều nhân hơn, nhiều luồng hơn. Đó, trong khi mà Intel chỉ có tổng cộng là 4x8 luồng. Đấy, vậy thì liệu rằng cái điều này có khiến cho CPU Ryzen 5 thắng trong những trò chơi CPU không? Những cuộc đua CPU, những gọi là đơn nhân và đa nhân không? Hãy cùng bắt đầu test xem nhé. Trong Cinebench R23 ta có thể thấy, ui dồi ôi, Ryzen 5 win chặt anh em ạ, win thắng luôn, cao hơn hẳn 2.500 điểm ở trong gọi là đa nhân. Nhưng mà nhá, hiệu năng đơn nhân thì lại khác, CPU i5 của chúng ta lại thắng tận là 300 điểm cơ. À, đơn giản tại vì là Intel ấy tạo ra chiếc CPU i5 dòng G này ấy, đơn giản là dành cho những gọi chiếc laptop văn phòng, chiếc laptop gọi là daily thường ngày, và nó sẽ boost lên rất là dễ, rất là cao, rất là nhanh luôn, cực kỳ là đơn giản luôn. Thế khiến cho hiệu năng đương nhiên nó cực kỳ là cao này, thì nó sẽ giúp cho cái gì? Đầu tiên là ví dụ như anh em mở một cái website này, bật cái tab Word này, chạy vào bài nhạc này, nó nhanh chóng hơn rất là nhiều, kiểu nó một phát nó lên luôn ấy, kiểu như vậy. Đấy là cái lý do chúng ta có một con CPU này. Còn AMD thì họ khác đúng không? Họ có là ok, CPU tao có 6x12 luôn, mày dùng thì mày dùng được bao nhiêu dùng, tao không chỉnh sửa gì cả, mày dùng thích bao nhiêu dùng. Còn cái con i5 ấy thì đã được gọi là mod lại một chút để khiến cho nó phù hợp với cả cái nhu cầu của nó. Còn AMD thì khác, đó là lý do tại sao mà AMD hiệu năng đa nhân cao hơn trong khi hiệu năng đơn nhân thấp hơn. Và điều này được thể hiện rất rõ trong gọi là những cái thông số boost on core. Thì Intel ngồi chậm trễ ở 3.5, còn AMD thì lại được lên tận là 3.7 cơ. Và trong khi đó nhá, Intel bị giới hạn là khoảng tầm 35W, và thời gian khi hết thời gian boost PL1, PL2 của nó ấy, thì nó chỉ còn về là 28W thôi. Còn AMD thì có thể lên tới là 47W. Tuy rằng rất là ngắn thôi, nhưng mà sau đấy nhá, nó sẽ về là cũng giữ khoảng tầm đều là khoảng tầm 37 tới 38W, tức là CPU AMD khi mà boost cao sẽ hút nhiều điện hơn anh em nhá. Nhưng hiệu quả của việc mà có quá nhiều nhân này, hút nhiều điện quá này, đó chính là nhiệt độ khá là cao. Thì khi mà mình stress test trên chiếc CPU Ryzen 5, chiếc máy MSI Modern 15 này, phiên bản Ryzen ấy, thì nhiệt độ rơi vào khoảng tầm 90 độ C. Tuy nhiên nhá, nó cũng vẫn cái phần mặt trên này thì nó nóng thôi, nhưng mà cái phần khu vực anh em để tay này thì nó vẫn rất là mát. Còn CPU của Intel nó mát hơn rất là nhiều anh em ạ, rơi khoảng tầm 80, 70 mấy độ C thôi, 78, 80 thôi, rơi vào khoảng tầm đấy. Và khi đấy thì thực sự máy mình để trên đùi thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Stress test các thứ kiểu không gặp phải gọi là chút ngại ngùng chết. Và tất nhiên rồi, sự chênh lệch đa nhân này vẫn thể hiện rõ ràng ở phần mềm V-Ray. Thì CPU AMD đạt được là 7.153 điểm, trong khi của Intel thì đạt được có 5.523 điểm thôi. Nhưng cái điều bất ngờ ở đây ý, là điểm GPU của AMD cao hơn tận 14 điểm so với cả Intel cơ. Tại vì trong khi bình thường anh em nghĩ rằng là CPU Intel thì chắc chắn là làm việc tốt hơn CPU AMD, card onboard Intel kiểu gì cũng hỗ trợ tốt hơn AMD đúng không ạ? Nhưng mà không nhá, V-Ray chạy sử dụng đó chính là CUDA, và cả Intel lẫn AMD đều không có CUDA anh em ạ. Thế nên là lý do tại sao chúng ta ở so sánh ở đây chỉ là sức mạnh thuần của con card Vega 7 nằm trên chiếc AMD này, còn và card đó chính là Intel XE phiên bản 80CU ở trên chiếc Intel có i5 này anh em ạ. Vậy thì với sự chênh lệch như thế, chênh lệch làm việc như thế, thì liệu rằng hai em này chơi game có thắng không? Chơi game có win không? Chơi game như nào? Hãy cùng xem nhá. Có vẻ như là theo như mình thấy đấy, những gì mà mình test đấy, thì AMD thua tất cả anh em ạ. Trong cả 3 tựa game của mình nhá, trong đó có 2 tựa game nhẹ là Dota, Dota 2 và CS:GO, và một tựa game nặng là Far Cry 5, thì không một tựa game nào là AMD thắng cả. À, anh em cứ nghĩ rằng là các onboard AMD chắc chắn là phải win rồi, mạnh như thế cơ mà. Đấy chỉ là với desktop thôi anh em nhá. Trên desktop thì AMD được nhận đó chính là độc quyền của Vega, còn Intel chỉ được có chính là Intel UHD graphic thôi, tức là rất là yếu. Còn trên laptop ấy, đây trên chiếc i5 11555G7 này thì được nhận đó chính là card Xe Graphics, một trong những card rất là mới, sử dụng cấu trúc mới của Intel. Và cái card này nhá, hiệu năng chơi game của nó cũng rất là tốt luôn. AMD hiện tại còn Intel hiện tại làm cũng rất là ổn áp với cái chiếc card onboard này, khiến cho hiệu năng chơi game của nó tốt hơn so với cả AMD. Tất nhiên không phải là quá nhiều, anh em thấy cái sự chênh lệch của nó khoảng tầm 10% thôi, nhưng mà Intel đã đem được một kết quả tốt hơn rất là nhiều so với cả AMD khi mà nói về chơi game. Và tất nhiên rồi, một phần nữa thì chiếc CPU Ryzen 5 chúng ta ở đây đúng không? Thì hiện tại đang sử dụng đó chính là ở trên này có một thanh RAM 8GB thôi, còn một thanh RAM nữa, một khe RAM nữa trống để anh em nâng cấp lên thì anh em có thể cắm vào chạy đua channel. Tại vì đơn giản nhá, chiếc card Vega này bắt buộc phải chạy dual channel thì nó có một cái hiệu năng tốt hơn một chút được. Thì hiện tại đang ở single channel nên là nó hơi bị yếu, hơi bị gọi là bất lợi thế một chút. Nếu mà cả hai chiếc này cùng chạy dual channel thì chắc chắn là hiệu năng sẽ cao hơn khá khá đấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có chiếc laptop đúng không? Việc mua laptop là phải có pin. Thế thì pin dù là bao lâu chúng ta phải test. Thì đây trên chiếc máy chúng ta sẽ đều test, đó chính là bài test xem YouTube trong vòng 1 tiếng đồng hồ ở độ phân giải Full HD và đồng thời là độ sáng cao nhất trên chiếc màn hình này. Thì chiếc màn hình này có thể sáng lên tới là 250 nit cơ, sử dụng tấm nền của AU Optronics. Thì cái màn hình này nhá, với AMD thì mình giảm từ 94% về còn 76% sau 1 tiếng đồng hồ. Còn với Intel thì mức bắt đầu là 95% giảm về còn 69% thôi sau khi 1 tiếng xem YouTube tại độ sáng cao nhất. À, tại sao lại vậy? Trong khi mà AMD tốn nhiều điện hơn khi mà stress test. Đơn giản nhá, khi mà anh em nhìn cái biểu đồ này, đây là cái biểu đồ mà mình đã thập được khi mà mình để gọi là nó idling đúng không? Thì AMD dùng điện ít hơn rất là nhiều so với cái Intel. Chúng mình chỉ có khoảng tầm 1 mấy W thôi, chính xác hơn là 1,32. Trong khi nhá, Intel khi mà xem YouTube thì tốn khoảng tầm 5,4W. Đó là lý do tại sao mà AMD sẽ tiết kiệm điện hơn khi mà anh em sử dụng tác vụ thường ngày. AMD sẽ dùng pin lâu hơn khi mà anh em kiểu ví dụ chỉ là đánh văn bản, lướt YouTube. Bây nhá, kể cả nhá, khi mà mình đây, mình lọc các thông số này, mình đánh kịch bản này, đây anh em thấy đây, mình lọc thông số, mình đánh kịch bản nhá, mình bật cả hai máy và mình dùng chính trên chiếc gọi là AMD này, và chiếc máy này để im thôi nhá, để desktop thôi, còn chả bật cái gì nhá. Cái chiếc này hết pin lâu hơn so với cả chiếc này. Thế nên là anh em đã có thể đưa được quyết định mua của anh em chưa? Đơn giản nhá, chiếc CPU i5 này của chúng ta có thể đạt được mức hiệu năng cao hơn về đơn nhân, tức là anh em ví dụ như là xem phim, lướt web nó sẽ nhanh chóng hơn khi mà so sánh với cả chiếc AMD này, nếu mà có so sánh nhá. Bởi vì đơn giản nhá, khi mà mình dùng ấy, cả hai máy đều rất là mượt, chỉ khi mà mình so sánh thôi thì mình mới cảm thấy là chiếc máy này hơn. Còn nếu mà dùng bình thường nhá, anh em sẽ vẫn cảm thấy hài lòng với cả hai chiếc máy này. Thứ hai nữa, hiệu năng chơi game nó tốt hơn. Đấy, hiệu năng chơi game nó tốt hơn so với cả chiếc AMD này. Và thứ ba nữa nhá, là chúng ta sẽ có một nhiệt độ mát hơn khi mà sử dụng chung chung. Thế còn với chiếc AMD thì sao? Chúng ta sẽ có một hiệu năng đa nhân tốt hơn. Nếu mà anh em sử dụng làm việc nghiêm túc thì chiếc này chắc chắn là hiệu năng sẽ cao hơn. Thứ hai, chúng ta sẽ có một thời lượng pin lâu dài hơn nếu mà anh em sử dụng gọi là idling, tức là anh em sử dụng tác vụ bình thường ban ngày ấy, thì chiếc máy này sẽ là một chiếc máy ok hơn rất là nhiều. Đó, bản thân mình đúng không? Thì mình sẽ chỉ là một người đánh văn bản thôi, mình xem YouTube thôi, mình không làm việc nặng nề gì trên chiếc laptop này. Thế nên là thời lượng pin là một yếu tố rất quan trọng. Đó là sao mà mình sẽ chọn chiếc này. Còn nếu mà anh em muốn chơi game onboard đúng không? Thỉnh thoảng kiểu ví dụ đem chiếc laptop này đến công ty, đến văn phòng, đến lớp, học các thứ kiểu, đến quán cà phê mà muốn quật ra làm trận hoặc là lên điện thoại tí thì chiếc Intel này là sự lựa chọn ok hơn rất là nhiều. Nói chung hai chiếc laptop này đều là hai chiếc laptop rất là tốt. Nếu mà anh em muốn gọi là hứng thú với cả hai phiên bản ấy thì mình sẽ để đường link dưới mô tả nhá. Sẽ còn có cả phiên bản 15 inch, 14 inch, cả AMD và cả Intel nữa anh em nhá. Và còn nếu mà anh em thấy video này đem lại nhiều thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhá. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.